cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trang kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài. Nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Và hôm nay lớp chúng em có một buổi được về đây, được trở lại thăm lại trường xưa sau 25 năm ra trường. Và thực sự là hôm nay chúng em rất vinh dự được đón thầy cô. Và thầy cô đã dành những cái phút thời gian quý báu của mình để đến chung vui với lớp chúng em. Chúng em không biết nói gì hơn là xin được cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo. Và cũng mong muốn là thầy cô sẽ luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc, để chúng em mỗi một lần được có dịp trở về trường, chúng em được đón thầy cô đến để sum họp với lớp chúng em. Và các bạn thân mến, mình cũng mong rằng là tất cả chúng ta
các bạn ở học sinh ở lớp 9D, một lớp được coi là những học sinh cá biệt của trường, của khóa, thì mỗi một năm chúng mình sẽ có ít nhất một lần chúng mình sẽ về đây được gặp nhau để quên đi mọi muộn phiền, mọi áp lực của cuộc sống. Và các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn hai người giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Bạn bè bên thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. 25 năm đã trôi qua, biết bao nhiêu sự cố, biết bao nhiêu những biến đổi. Cuộc đời các em từ những cô cậu học sinh bé nhỏ tinh nghịch thơ ngây hồi nào, nay đã trưởng thành những chàng trai, những cô gái rất chững chạc trong cuộc sống. Và các em cũng đã có nhiều em rất thành đạt. Hôm nay được trở về với các em, cô cảm thấy rất là vinh dự, tự hào với cái nghề dạy học của mình. Và đúng là cái nghề trồng người, các cô như những người trồng cây, nay đã được hái quả ngọt, được hòa trong cái tình cảm mà các em 9D đã dành cho cô. Cô cảm thấy rất vinh dự, rất phấn khởi, rất tự hào, không biết nói gì hơn. Cô xin cảm ơn các em và chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt nhiều hơn trong cuộc sống. Và chúc các em có nhiều những ngày vui như hôm nay, để các cô được chứng kiến những cái tình cảm mà các em đã dành cho các cô. Xin cảm ơn các em. Nói chung là mình dạy ở đây là năm nay sang thứ năm thứ 35. Có lẽ bây giờ hiện tại cũng là cái người mà có năm công tác dài nhất ở trường. Thế với các em học sinh ở trường này thì thực ra từ trước đến giờ là sống rất là tình cảm. Đặc biệt là những năm gần đây, một số khóa lớp trong đó có lớp 9D của ngày hôm nay là các em cũng đã từng tổ chức để tri ân các thầy cô cũng như bạn bè, gặp gỡ giao lưu, trao đổi những vấn đề trong cuộc sống và đặc biệt là nâng cao cái vấn đề tình cảm. Cái cảm xúc của thầy là cũng rất là vui, rất ấn tượng, đặc biệt là một số bạn nữ rất là trưởng thành và chín chắn, cũng như là tổ chức nó rất là bài bản. Thực sự là các thầy cũng rất là xúc động và cũng mong rằng trong cuộc đời của các thầy các cô cũng được chứng kiến nhiều những cái buổi hôm nay, chứng kiến những cái đứa học trò của mình thành đạt. Thầy cũng không biết nói gì hơn, cũng đến đây cũng chỉ biết chúc các thầy các cô, đặc biệt là các em đã có một cái tấm lòng dành cho các thầy cô đã và đang dạy rất là ấn tượng và có lẽ là không bao giờ quên. Vẫy tay xin chào, hẹn gặp gặp lại ngày sau. Tương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều chông gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời dù nghìn trùng dù xa xôi, đôi mắt